Quang Hải, Công Phượng tỏa sáng nức lòng người hâm mộ Việt Nam, nghiền nát Philippines đầy quả cảm để giành vé vào chơi trận chung kết. Trước một Philippines không còn gì để mất, đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận quá xuất sắc và quả cảm để ghi tên mình vào trận chung kết AFF Cup 2018. Trở lại sân Mỹ Đình sau chiến thắng 2-1 nơi đất khách, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin ở trận đấu lượt về. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, đội tuyển Philippines cũng nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đúng như những phát biểu trước trận của huấn luyện viên Arison, đội khách chủ động nâng cao đội hình và chơi pressing mãnh liệt ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, điều đó không khiến hàng thủ của đội chủ nhà Việt Nam nao núng. Trong suốt cả hiệp 1, Philippines nỗ lực chơi tấn công, nhưng lối đá quá đơn giản của đối thủ không gây ra nhiều khó khăn cho Quế Ngọc Hải cùng đồng đội. Thậm chí, dù chấp nhận chơi phòng ngự phản công, nhưng chính Việt Nam mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 28, khi Quang Hải bay người móc bóng đẹp mắt nhưng không chiến thắng được thủ thành Deto bên phía đối phương. Không chỉ riêng Quang Hải, cả Anh Đức và Phan Văn Đức cũng đều có những cơ hội tốt để mở tỷ số trong hiệp 1, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn thiếu đi một chút chính xác trong những pha xử lý cuối cùng. Bước sang hiệp 2, Philippines tiếp tục gia tăng sức ép với một lối chơi rác và không hề ngại va chạm. Tuy nhiên, điều đó không hề khiến hàng thủ của Việt Nam gặp khó khăn khi các cầu thủ áo đỏ luôn giữ được sự tập trung tuyệt đối. Thời gian càng trôi về cuối, Philippines càng tỏ ra nóng vội. Và đó là lúc để đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tung đòn hồi mã thượng. Phút 85, Phan Văn Đức dốc bóng đầy quyết tâm bên phía cánh trái. Anh vượt qua cầu thủ cuối cùng bên phía đối phương trước khi chuyển dọn cổ cho Quang Hải dứt điểm tung lưới Philippines, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam trong niềm vui vỡ òa của hơn 4 vạn khán giả có mặt trên sân vận động Mỹ Đình. Thừa thắng xông lên chỉ đúng 2 phút sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam có bàn nhân đôi cách biệt. Cầu thủ mới vào sân Nguyễn Công Phượng thực hiện pha đột phá xuất sắc trước khi xuất chân trái tung nắp lưới Deto, đặt một dấu chấm hết cho những nỗ lực cuối cùng của đối thủ. Những phút cuối cùng, Philippines có bàn thắng danh dự do công của Jem, và đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được. Đánh bại Philippines với tỷ số 2-1 đầy thuyết phục, Việt Nam hiên ngang bước vào trận chung kết AFF Cup và gửi lời thách thức đến Malaysia. Không cần đoán già đoán non, Minh Hằng chính thức lên tiếng về chiếc nhẫn kim cương gây sốc. Sau hơn một tuần khoe chiếc nhẫn, được cho là được bạn trai đại gia cầu hôn, Minh Hằng đã có lời hồi đáp đến khán giả. Ngày 28 tháng 11, Minh Hằng gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, wow, thao thức vì em. Ngay khi công khai, nhiều người đã đoán già đoán non cho rằng đây là chiếc nhẫn cô được bạn trai tặng, có thể là chiếc nhẫn cầu hôn. Chiếc nhẫn kim cương hình trái tim rất bắt mắt, được Minh Hằng khoe trên story Instagram cá nhân. Sau một tuần gây tò mò, Minh Hằng đã lên tiếng về chiếc nhẫn kim cương được cho là bạn trai đại gia cầu hôn. Từ trước tới nay, Minh Hằng không hề giấu mọi người điều gì. Chẳng qua là Minh Hằng không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm. Thật ra chiếc nhẫn đó không nói lên điều gì vì được Hằng đeo ở ngón giữa, chứ đâu phải ngón áp út đính hôn đâu, vì thế mọi đồn đoán không có gì đúng cả. Nữ huấn luyện viên The Face quả quyết. Minh Hằng phủ nhận chiếc nhẫn kim cương là nhẫn cầu hôn. Dù chưa được cầu hôn hay thế nào đi nữa, thì Minh Hằng cũng đang hạnh phúc với bạn trai lớn hơn mình 10 tuổi, là một doanh nhân thành đạt. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, khi người này xuất hiện cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè gặp gỡ rồi đi chơi với nhau. Sau đó chúng tôi nhận ra cả hai có nhiều điểm chung. Khi ở cạnh nhau được là chính mình, giận thì la, vui thì cười, buồn thì khóc, chứ không phải gồng đen để luôn giữ hình ảnh Minh Hằng của xã hội. Dần dần tình cảm này lớn hơn và trở thành một mối tình đẹp, Minh Hằng chia sẻ. Khoảnh khắc khiến dân mạng đặt nghi vấn, Minh Hằng đang ngầm khoe bạn trai giấu mặt của mình trong kỳ nghỉ dưỡng ở Maldives. Trường Giang lên tiếng khi bị chê diện thiếu muối, ở mờ chuyện mất điện thoại gây hiểu lầm khán giả lấy cấp. Quản lý từ chối bình luận về chuyện diễn hay diễn dở, tuy nhiên anh xác nhận điện thoại của Trường Giang không phải bị mất ở khu vực diễn ra chương trình giải trí tại huyện Châu Đức. Trở về sau chuyến lưu diễn ở Mỹ, Trường Giang tiếp tục với lịch chạy show dày đặc tại Việt Nam, gặp gỡ bà con huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong đêm diễn 1 tháng 12. Nam danh hài bất ngờ vướng phải rắc rối lớn với màn trình diễn bị chê là thiếu muối. Một khán giả thưởng thức chương trình thể hiện rõ sự thất vọng trên mạng xã hội. Vừa qua ngày 1 tháng 12, Trường Giang về Châu Đức diễn và trình bày với khán giả là bị mất điện thoại và ví tay nên không có nhạc nền. Kết quả là khán giả buồn so vì màn trình diễn thiếu muối.
Điều đáng nói là Trường Giang không nói là bị mất ở đâu, mất như thế nào, khiến nhiều người cho rằng Trường Giang về châu đất bị móc túi. Phát ngôn của người nổi tiếng luôn gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, thiết nghĩ Trường Giang cần có câu trả lời. Trường Giang nhận phản ứng trái chiều sau đêm diễn ở huyện Châu Đức. Ngay sau đó, bài viết này đã được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn showbiz. Nhiều khán giả có mặt trong đêm diễn đồng loạt lên tiếng phản đối cách làm việc được cho là thiếu chuyên nghiệp của Trường Giang. Nói diễn thiếu muối là quá nhẹ, thực chất đó là lên sân khấu nói xàm mới đúng, thật quá thất vọng. Chắc show giá rẻ nên diễn rẻ ở đó. Lần sau về chắc chẳng ai muốn đi coi quá, thiết nghĩ anh Trường Giang có khinh người dân ở đây không? Diễn thì không có kịch bản, diễn kiểu tùy duyên tương tác với khán giả. Thì cà lơi kiểu trêu cợt, coi thường khán giả quá đáng. Tối qua coi mà thấy nản, gì thì gì chứ coi thường khán giả là không chấp nhận được. Một số bình luận về màn biểu diễn của ngôi sao làng hài. Việc nam danh hài bị mất điện thoại nên không sử dụng được nhạc nền cho tiết mục hài là chuyện đã đành. Tuy nhiên việc anh chỉ nói mất đồ trên sân khấu mà không nói rõ mất ở đâu, mất như thế nào đã khiến cho người dân nơi đây bị mang tiếng trộm cắp, theo chủ nhân status nhận định. Cùng suy nghĩ như trên, một tài khoản khác phân tích đã làm rõ trắng đen. Khi đi có 4-5 người kẹp xung quanh, cầm súng điện để dẫn đường, dắt đi kỹ còn hơn tội phạm nữa thì mất gì mà mất, nói xạo thôi. Chắc nghĩ người dân chỉ muốn thấy mặt nên không thèm làm kịch bản. Cái cớ mất đồ là khỏi diễn thôi, đây mới chính là kịch bản soạn sẵn. Người ta là dân diễn chuyên nghiệp thì không thể chỉ đem có một cái lưu giữ trong điện thoại. Đó là nói người làm việc cẩn thận, nghiêm túc và tôn trọng khán giả. Tôi nói thiệt, chỉ có ca sĩ đám cưới và hát chơi mới bỏ file trong điện thoại nhé. Chưa hết, họ là những diễn viên chuyên nghiệp và nổi tiếng, họ không bao giờ bọc tiền điện thoại theo người. Họ không hề giữ mà đã có quản lý họ làm chuyện đó. Khi đi như hôm qua, tôi thấy có tới 4 hay 6 người bảo vệ cầm roi điện, bấm kêu rắc rắc dẹp đường. Trường Giang được bảo vệ dắt tay xách nách ra tận xe. Con kiến còn không chui vô lọt, ở đó mà mất bóp, lý do lý trấu kiểu con nít nó tin. Thêm một phân tích nhằm chứng minh Trường Giang không bị mất đồ ở khu vực biểu diễn. Trước sự việc trên, báo đã liên lạc với tài khoản đăng status ban đầu để xác minh câu chuyện. Người này xác nhận những tình tiết mình kể không sai, đồng thời cho biết thêm, tối ngày 1 tháng 12 Trường Giang cũng chạy thêm một show ở huyện Xuyên Mộc gần đó, vẫn lại là câu chuyện diễn dở mất ví và điện thoại. Khi xuất hiện những nguồn tin không hay về vụ việc mất đồ của Trường Giang trên địa bàn, người này kể thêm, chính quyền địa phương đang cân nhắc để gửi công văn đề nghị Trường Giang cung cấp thời gian địa điểm mất ví và điện thoại để phối hợp điều tra truy tìm cho anh ấy. Có mấy bạn ở Xuyên Mộc bình luận thông tin là Trường Giang đã mất ở Mỹ trước đó 2 ngày. Nếu đúng như vậy thì Trường Giang càng thiếu chuyên nghiệp. Trường Giang mà mất điện thoại rồi thì không còn bản luôn nào khác sao, cả ekip của anh ấy đâu hết rồi. Chủ nhân status nói về một diễn biến khác. Để có được thông tin hai chiều, báo đã liên hệ về phía Trường Giang để lắng nghe phản hồi. Quản lý cũng là anh trai ruột của nam danh hài từ chối bình luận về chuyện diễn hay diễn dở. Người đại diện chỉ muốn nói rõ một vấn đề, điện thoại của em trai không phải bị mất ở khu vực diễn ra chương trình giải trí tại huyện Châu Đức. Trường Giang mất điện thoại trên đường đi diễn, trên đường đi xuống đó bị rớt nhưng không biết bị rớt ở đâu. Anh khép lại câu chuyện. Hoàn cảnh rơi nước mắt của năm chú tiểu ẵm 100 triệu đồng thách thức danh hài, hồn nhiên những đứa trẻ bị bỏ rơi cơ nhỡ. Thách thức danh hài tập 8 có sự xuất hiện của năm chú tiểu chỉ mới 3-4 tuổi, tuyên bố đã chuẩn bị đến 30 tiết mục để chọc cười trưởng thành Trường Giang. Sự thật xót xa về cuộc đời bị bỏ rơi của năm chú tiểu nhỏ này. Tại thách thức danh hài tập 8, Ngô Kiến Huy bất ngờ thông báo hai giám khảo trấn thành Trường Giang đã bị cảm cúm và vắng mặt tại trường quay. Vì vậy, chương trình sẽ mời hai khán giả bất kỳ lên ngồi vị trí của danh hài để trải nghiệm cảm giác làm giám khảo cũng như nỗi lòng của hai giám khảo đã trải qua. Đêm thi có sự xuất hiện vô cùng đặc biệt của năm chú tiểu, Pháp Tâm 3 tuổi, Trí Tâm 4 tuổi, Nghi Tâm 4 tuổi, Ngọc Tâm 3 tuổi và Minh Tâm 4 tuổi. Cả Trường Giang và Ngô Kiến Huy vô cùng hoang mang khi không ngờ nhóm chú tiểu này lại chiến thắng. Vừa bước ra sân khấu, không đợi giám khảo hỏi chuyện, Pháp Tâm nhỏ tuổi nhất đã đại diện giới thiệu một tràng về nhóm của mình. Dạ con chào chú Trấn Thành, dạ con chào chú Trường Giang, dạ con chào chúng MC, dạ con chào khán giả. Chú hỏi hỏi để con tự giới thiệu luôn cho, chú hỏi con cũng không hiểu, mà mấy đứa này cũng không hiểu chú hỏi cái gì đâu, khiến Trấn Thành Trường Giang cười nghiêng ngả. Chưa dừng lại ở đó, năm thí sinh nhí còn tuyên bố đã chuẩn bị 30 tiết mục cho lần thi này. Quả nhiên ở vòng 1, khi hóa thân thành thầy trò Đường Tăng, chỉ với 10 giây đầu tiên, nhóm thí sinh đã làm cả Trấn Thành Trường Giang đều phá lên cười và đem về giải thưởng 2 triệu đồng.
Được sự động viên của MC Ngô Kiến Huy và hai vị giám khảo, nhóm thí sinh này tiếp tục chinh phục giải thưởng 100 triệu đồng. Tiếp nối với những phần thi trước, bằng tiểu phẩm Thầy trò Đường Tăng, các chú tiểu quăng miếng liên tục và khiến cả trường quay vỡ òa khi chính thức chinh phục giải thưởng cao nhất từ chương trình. Đến nỗi cả trường Giang Ngô Kiến Huy vô cùng hoang mang khi không ngờ nhóm chú tiểu này lại chiến thắng. Cuối cùng, năm giám khảo Trấn Thành chia sẻ trong sự xúc động: người ta bỏ rơi các bạn ấy thì ông trời tặng lại các bạn ấy một món quà tuyệt vời, không phải ai cũng có được. Đó là nguồn năng lượng sống tích cực, vô tư lạc quan. Điều đó thật kỳ diệu vì đã xuất hiện tại chương trình Thách thức danh hài của chúng ta. Ngay khi xuất sắc nhận giải thưởng 100 triệu, năm chú tiểu này đã làm cộng đồng mạng xôn xao, nhưng chưa ai biết được những câu chuyện xót xa đằng sau sự tinh nghịch, sự hài hước đó. Theo như sư thầy chủ trì chia sẻ, lúc mới về đây ngôi chùa đã bị bỏ hoang, nhưng mọi người đã cùng nhau mua lại gây dựng và sửa sang lại. Ngôi chùa đã được thầy chăm sóc suốt 5 năm. Được biết, sư thầy đến thời điểm hiện tại đã nuôi lớn 7 chú tiểu. Từ khi những cậu bé này bị bỏ rơi đáng thương, bơ vơ giữa dòng đời, giờ đây sư thầy đã nuôi nấng các chú tiểu khôn lớn và thành người như thế này. Khi được phóng viên chúng tôi hỏi tại sao chú tiểu này vẫn chưa đi học, sư thầy chia sẻ: ngay ở ngôi chùa nhỏ này hiện tại đã có những giáo viên đến dạy học cho các cháu. 7 chú tiểu và cả chúng tôi đều mồ côi cha mẹ. Có ba mẹ sinh xong trực tiếp mang đến gửi cho thầy Thích Tâm Đức. Có em ba mẹ sinh ở tỉnh khác rồi gọi các thầy trong tỉnh thất xuống làm giấy tờ mang về nuôi. Có em ba mẹ lại bỏ trong bệnh viện, ở trong mái nhà chung, nhưng mỗi em lại là một hoàn cảnh khác nhau, thầy Thích Hoàng Nguyên cho biết. Nhưng làm các sư thầy trong tỉnh thức nhớ nhất vẫn là chú tiểu Ngọc Tâm. Một trong năm chú tiểu tham gia cuộc thi, Ngọc Tâm là đứa trẻ sinh non đến gần 3 tháng, bị ba mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Cậu bé phải được nuôi trong lồng kính với sự sống hết sức mong manh. Vậy mà khi các sư thầy mang về chăm sóc, Ngọc Tâm bẩm khỏe lại và phát triển bình thường. Vì cái tâm và lòng thương người, đặc biệt là những hoàn cảnh xót xa này, sư thầy đã chấp nhận các bé và ôm trọn vòng tay nuôi nấng các bé. Cuộc sống hàng ngày của các bé thiên về giáo dục và rèn luyện tinh thần nhiều hơn, các bộ môn thể thao thì gồm chạy bộ, tập tạ. Thầy Thích Hoàng Nguyên cũng cho biết những đứa trẻ tỉnh thức ngoài thiền, nghe thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật đều được thầy Thích Tâm Đức cho đi học văn hóa và chui rèn đạo đức. Ngoài ra còn được thầy dạy các môn thể thao, đặc biệt là được dạy về nghệ thuật như hát, vẽ và làm thơ. Sau những chia sẻ của sư thầy, mới hiểu các chú tiểu nhỏ này đã đáng thương đến nhường nào, nhưng mong các em vẫn có thể vui vẻ tinh nghịch như hình ảnh hiện tại. Và mong cuộc sống của các em mãi an yên trong ngôi chùa này.